Trang ơi. Đừng, đừng mà, đừng có bắt tôi mà. Nàng ơi, ta không bắt nàng đâu. Chẳng qua ta thấy nàng khóc cho nên muốn hỏi thăm thôi. Dạ, xin lỗi công tử. Em cứ tưởng bà phù hộ cho người đi tìm để bắt em về. Bà phù hộ tìm bắt nàng à? Nhưng sao lại bắt? Em mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã ở cho gia đình phù hộ làng bên. Bà phù hộ hà khắc, hay đánh người ăn kẻ ở, dù làm đúng hay sai. Thế bà ấy không vừa ý là bà ấy sẽ đánh người không nương tay. Khổ thân nàng quá. Thân con gái nhỏ nhoi mà phải chịu nhiều đòn roi như vậy. Gần đây bà ấy còn hay ghen tuông, kiếm cớ để đánh hành hạ em nữa. Em chịu không có nổi nên em đành phải bỏ đi. Tới nơi này em không có quen biết ai hết, cũng không có bà con thân thích. Em không biết em phải đi đâu nữa. Đã không có bà con thân thích, lại thân gái một mình, đi lang thang ở nơi này, lỡ gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Chứ em không em biết ai đâu mà xin tá túc. Thôi được rồi, này đừng khóc nữa. Đi theo ta, ta sẽ tìm nơi cho nàng tá túc về nhà ta. Lúc đó nàng sẽ không lo bị bà bá hộ bắt nữa. Ông nói thiệt hả? Cảm tạ ông sẽ giúp cho em thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Cậu, mình chưa có mua chè cho mợ cậu. Không cần mua nữa, về nhà đi. Vậy hả? Này, nghe qua hoàn cảnh của em, ta rất là thương cảm. Cậu đây đã đồng ý để cho em tá túc thì ta cũng vui lòng. Từ nay em cứ gọi chúng ta là cậu mợ. Ta sẽ kêu già nhãn sắp xếp chỗ ở cho em. Em cảm ơn mợ đã thương tình cho em tá túc. Bây giờ em cũng không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Xin cậu mợ nhận em làm tôi tớ trong nhà. Đây là tất cả những gì trong nhà em đều làm được hết á. Thôi, nàng tạm thời cứ nghỉ ở đây cho lại sức đã. Rồi chuyện làm người hầu kẻ hạ trong nhà này thì từ từ tính sau. Quyền nương, chỗ ở của nàng ta thì tùy nàng sắp xếp. Nhưng mà ta thấy ở gian sau có một phòng trống. Hay là cứ sắp xếp cho nàng ấy ở, có tiện không? Chàng đã nói như vậy thì thiếp nghe theo. Để thiếp kêu người dọn dẹp. Được rồi, nếu mà còn gì chỉ dẫn thì nàng cứ làm đi. Ta vào trong nghỉ ngơi trước. Em ngồi xuống nghỉ đi. Em có đói bụng không? Dạ, em đi mấy ngày đây nên thấy mệt quá, chỉ muốn có chỗ để nghỉ lưng thôi. Dạ Nhãn ơi. Dạ. Dạ, thưa mợ kêu tôi. Dạ, sắp xếp dọn dẹp căn phòng ở phía sau nhà cho cô ta nghỉ tạm. Dạ thưa mợ, nhưng mà căn phòng đó là để cho khách đến chơi tạm nghỉ ngơi mà mợ. À, hay là để tôi thấy ở ngoài sau bếp đó còn một căn phòng trống để già dọn dẹp cho cô này tạm nghỉ. Khoan đã. Dạ, cứ dọn căn phòng ở phía sau nhà đi cho cô ta tạm nghỉ rồi tính sao.
Dạ, mời cô theo tôi. Dạ, xin phép mời. Dạ thưa mợ, già đã gọi rồi mà cô ta cứ ở lì trong phòng à, không có chịu ra. Cô ta còn nói giọng ra nữa, nó mợ đừng có chờ. Cuộc sống gia đình ta bị xáo trộn, ngay cả chồng của ta. Mà thôi, già vô gọi cô ta ra lần nữa, nếu như cô ta vẫn không chịu ra, ta sẽ cho người phá cửa. Dạ. Tôi đang bận, chứ có làm gì sai quấy đâu mà mợ đòi phá cửa. Mỹ Xuyên, mợ là chủ của căn nhà này, sao cô lại nặng lời với mợ như vậy? Tôi không có nói chuyện với bà. Bà đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với mợ. Dạ. Vậy đi xuống bếp làm việc của mình đi. Ta không quanh co với nàng làm gì. Ta gọi nàng ra đây để cho nàng biết nàng tá túc ở đây đã lâu. Ta nghĩ nàng nên dọn đi nơi khác ở. Ta không đồng ý cho nàng tiếp tục ở nhà này nữa. Cái gì? Mợ đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chỉ e là lúc tôi bước ra khỏi cái nhà này, mợ cũng không được yên với Ân Lan đâu. À không phải, mợ đã hỏi ý kiến của cậu chưa mà dám đuổi tôi ra khỏi nhà? Nàng ngày càng quá quắt rồi. Nàng không còn là cô gái hiền lành đáng thương của ngày nào đến đây xin tá túc nữa. Ta đã đối xử với nàng thật tử tế, vậy mà nàng cố tình quyến rũ chồng của ta. Nàng định lấy oán báo ân hay sao hả Mỹ Xuyên? Nếu mợ đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Ân Lan si mê tôi, luôn tìm cách ở bên cạnh tôi. Mợ cũng thấy kia mà, sao mợ dám nói là tôi quyến rũ Ân Lan hả? Cô thật là trơ trẽn. Mau dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Mợ ơi, mợ tha lỗi cho em, mợ đừng có đuổi em ra khỏi nhà. Tội nghiệp em mà mợ. Có chuyện gì vậy? Cậu ơi, cậu xin với mợ là đừng có đuổi em ra khỏi nhà. Tại lúc nãy mợ có theo gọi em, mà tại em thấy trong người không được khỏe nên ra hơi chậm trễ, làm cho mợ bực mình, mợ định đuổi em ra khỏi nhà. Quỳnh Nương à, ta thấy lần này nàng sai rồi đó. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nàng tức giận như vậy sao? Còn nàng nữa, mau đứng dậy đi. Quỳnh Nương, Mỹ Xuyên bây giờ đã là một người một nhà.
chính ta là người đã đón cô ấy về, thì cũng chỉ có ta là người duy nhất được phép đuổi cô ấy đi. Nhớ rõ chưa? Chàng đối xử với vợ mình như vậy sao? Còn đứa đó không lâu làm gì? Mau xin lỗi mợ, rồi mau chóng về phòng đi. Dạ, em xin lỗi mợ. Em xin phép về phòng trước. Ân Lan, em muốn nói chuyện với chàng. Nàng không thấy ta đang mệt mỏi lắm hay sao? Có gì thì để ông khác nói. Nhà có kẻ ăn người ở, mợ phải nhọc công để làm cái gì? Đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới nàng. Tránh ra cho ta đi. Tôi biết là mợ đích thân vào bếp á, nấu canh này cho Ân Lan. Mợ mong là mợ làm như vậy, Ân Lan sẽ thương hại mợ, rồi cho mợ chút tình dư thừa phải không? Ta không đôi chối với nàng, vì ta muốn trong nhà được êm ấm, chứ không phải là ta sợ nàng. Hơn nữa, ta danh chánh ngôn thuận, ta là vợ chính thức và là chủ nhân của ngôi nhà này. À, trời, đúng quá. Mợ ơi, em có làm gì sai thì mợ nói. Sao mợ lại làm như vậy? Chị Xuyên, nàng có sao không? Quyền nước, nàng... sao nàng ác vậy? Em, nàng có biết nàng vừa làm cái gì không? Cô ta, chàng, tại mấy bữa nay em thấy sức khỏe của chàng không được tốt, nên là em có tự xuống bếp để nấu cho chàng miếng canh. Em vừa bước ra cửa thì thấy mợ, rồi tự nhiên mợ hất hết cái chén canh vô người em. Bây giờ em bị phỏng hết rồi. Mỹ Xuyên, nàng không cần phải nói nữa, ta đã chứng kiến hết rồi. Ta thật không ngờ nàng đau độc ác. Thôi, về phòng đi, để ta chăm sóc cho nàng. Ta thấy lão cứ nhìn ta chăm chăm, hà cớ gì lại như vậy? Lão nói điều này không phải, xin công tử đừng bắt lỗi. Lão cứ nói đi. Ta thấy người công tử đầy tà khí, coi chừng nguy hiểm đến tính mạng. Lão nói ta? Dĩ nhiên là nói công tử. Công tử sắp gặp nạn, ta e nguy hiểm đến tính mạng là điều khó tránh khỏi. Và lão sẽ chỉ ta cách tránh nạn và nhận tiền của ta chứ gì?
Những trò lừa bịp này á, không gạt được ta đâu. Tin hay không là tùy công tử. Âu đó cũng là số phận. Ta cảnh cáo ông, không được ăn nói sằng bậy. Muốn đi kiếm ăn, đi chỗ khác, đừng hòng lừa ta. Để quên mất tập thơ ở nhà. Chắc là lừa ta không được, cũng biết ngoan ngoãn đi chỗ khác kiếm ăn. Ủa cậu, sáng cậu kêu đi qua nhà bạn đàm thảo thơ hay là đối câu gì thua về sớm vậy? À, nói cho biết nha, ta không có thua ai bao giờ nha. Ủa chứ sao vậy? Chẳng qua là ta để quên tập thơ nha. Ở đâu vậy, con đi lấy cho. Khùng, không biết chữ mày đặt lấy. Để ta đi. Con quên. Kia là Mỹ Xuyên sao? Sao lại xấu xí, đáng sợ như vậy? Hồ Ly, chỉ có Hồ Ly mới làm được chuyện này. Không lẽ ta đã ăn nằm với Hồ Ly sao? Xin lỗi nàng, ta ân hận lắm rồi. Thời gian trước đây ta đã tệ bạc với nàng. Nàng có thể tha thứ cho ta không? Em đã mơ hồ nhận ra điều gì đó bất ổn. Tai họa sẽ ập đến gia đình mình. Em chắc chắn là ả Mỹ Xuyên đó có bùa chúa mới khiến cho chàng si mê một cách điên dại như vậy. Nhưng em không ngờ ả ta lại là hồ ly. Phần em, tính mạng của chàng đang gặp nguy hiểm. Ả ta sẽ không tha cho chàng đâu. Nàng nói ta mới nhớ, mới gần đây ta gặp một lão ăn mày ở chợ. Lão ta còn nói ta đang gặp đại nạn, sẽ nguy hại tới tính mạng nữa. Ông lão ở đâu? Chúng ta đến gặp ông ta đi. Chỉ nhìn sắc mặt mà biết là chàng sắp gặp đại nạn. Chắc chắn ông ta là một cao nhân, sẽ giúp được vợ chồng mình. Không được, không được. Lỗi của ta, lúc đó ta không tin lão ta. Đã vậy còn đuổi ông ấy đi nữa. Trời ơi, bây giờ biết ông ấy ở đâu mà tìm. Chàng phải bình tĩnh lại mới đối phó được với ả hồ ly. Bây giờ em sẽ vô trình báo với sư thầy. Chắc chắn là sư thầy sẽ giúp được mình. Đúng, vô gặp sư thầy. Ta và nàng cùng vào đó đi. Một mình em vô sẽ tiện hơn. Bây giờ chàng về nhà đi, nhưng nhớ phải thật bình tĩnh như thường ngày, để cho yêu quái đường sinh nghi, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng chàng đó. Nguyên Nương à, cảm ơn nàng. Ta về trước.
đúng, ta với người không thù không oán, nhưng người rất là xấu số gặp ta giữa đường. Ta không đủ đạo hạnh để làm người, cho nên cứ vài canh giờ ta phải làm để có một gương mặt xinh đẹp để hoàn thành công việc. Ta phải hút nguyên khí và ăn trái tim của con người. Ta đã ăn được 99 tim của người. Người, tim của người sẽ làm ta hoàn thành công khí. Hồ Ly đã hút hết nguyên khí của người nên gia tăng sức mạnh. Lá bùa này không thể giết được nó. Bây giờ phải làm sao đây? Ta sẽ có được gương mặt xinh đẹp mà không cần đeo mặt nạ nữa. Không. Ai đó? Ông ơi, cho con hỏi thăm. Nàng muốn tìm ai? Ông ơi, có phải là ông đã từng gặp chồng con ở chợ? Vợ ông đã nói là chồng con sắp gặp nạn đúng không ông? À, nàng là vợ của anh ta. Nàng đến tìm ta có chuyện gì? Ông ơi, con xin ông hãy cứu chồng con đi. Chồng của con bị một con hồ ly tinh, nó quá phép thành một cô gái đẹp, nó quyến rũ khiến chồng con mê mẩn. Con hồ ly đó nó đã hút gần hết nguyên khí của chồng con rồi. Con hồ ly kia chưa kịp ăn trái tim của chồng con. Ông ơi, con xin ông hãy cứu chồng con. Chỉ có ông mới có thể cứu được chồng con thôi. Rất tiếc, ta chỉ là một lão ăn mày. Ta không thể cứu được chồng nàng đâu. Nàng hãy đi nơi khác mà tìm. Không, con biết ông là cao nhân nên mới biết chồng con sắp gặp nạn. Con biết là chồng con đã mạo phạm, nói những điều không phải với ông. Con xin ông hãy độ lượng mà tha thứ cho chồng con. Xin ông hãy cứu giúp vợ chồng con. Nếu không, con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào ông chấp nhận mới thôi.
ơi, Nàng Nhi ơi, sao vậy? Trời ơi, nàng quỳ ở đây suốt đêm hả? Sao mà dễ dột vậy? Dầm sương cả đêm, không sợ bị cảm mạo hay sao? Ông ơi, nếu như không cứu được chồng con nguyện chết theo chàng cho trọn đạo. Chồng nàng si mê nhan sắc của con hồ ly, mà ruồng rẫy đối xử tàn nhẫn với nàng, vậy mà nàng vẫn muốn chết theo hắn sao? Vì chàng bị hồ ly quyến rũ nên mới đối xử tàn nhẫn với con. Chứ trước kia chàng là một người chồng rất tốt, là một nam nhi chí hướng, ngày đêm ôn luyện đèn sách, theo đuổi con đường khoa cử. Nếu mà muốn cứu chồng mình á, nàng phải hy sinh cái trái tim của mình. Nàng có đồng ý không? Nếu phải chết để cứu chồng con xin chấp nhận. Ta đã thấu hiểu tấm lòng của con với chồng con rồi, ta đồng ý giúp con. Con cảm ơn. Con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Chàng tỉnh lại rồi. Ta còn sống sao? Chàng còn sống, chàng đã sống lại rồi. Thiên đã giết chết con hồ ly, đây chính là ân nhân và cao nhân của vợ chồng mình đó. Tiểu nhân, tiểu nhân đa tạ cao nhân. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết tái sơn, đã mạo phạm tới cao nhân. Ơn cứu mạng này của cao nhân, tiểu tử này nguyện khắc ghi trong lòng không bao giờ quên ạ. Người cứu ngươi là vợ của ngươi đó. Nàng đã không ngại vất vả đi tìm cao nhân về cứu mạng của ngươi. Từ nay ngươi nên giữ phụ đạo, yêu thương và đối xử tốt với nàng ấy, vì nàng ấy là người vợ nhu mì hiền thục, đã hết lòng hết dạ với ngươi. Cảm tạ cao nhân đã nhắc nhở. Con biết mình là người ham mê sắc dục, cho nên đã gây ra nhiều phiền toái cho vợ hiền. Từ nay con nguyện chung thủy, một lần một dạ với vợ hiền, cho trọn nghĩa tàu khác. Trời cũng xế rồi, anh nghỉ tay đi. Anh về, còn đây em làm cho. Dạ. Vậy cậu cũng nghỉ luôn đi, mai hãy làm. Con nói cậu nè, mà nghỉ cũng ngộn á. Sao cậu không vô nhà của cậu cả nghỉ ngơi đồ cho khỏe, đi ra ăn trồi rắc đó làm chi? Đâu có được, em phải ở lại đây để mà em canh lúa. Lúa như vậy mà không canh người ta ăn trộm á. Với lại anh cả mướn em thì em phải làm chứ, em mà làm biếng hả, anh cả là em chết đó. Bởi con nghĩ ông trời cũng bất công thiệt. Sao bất công anh? Sao không bất công? Cậu á thì hiền nhiêu á, anh với cậu á độc ác tham lam hung dữ với nhiêu à. Cha mẹ cậu á để lại biết bao nhiêu ruộng vườn, cuối cùng anh cả cậu lấy hết, chỉ chừa cậu á miếng
đất khô cằn với lại căn chòi rách nát đó. Vậy cũng được rồi anh. Với lại ba mẹ em á, nhường gia tài lại thì đương nhiên phải đưa cho anh cả chứ. Còn anh cả em cho em gì thì em lấy chứ em đâu có dám đòi hỏi đâu. Nhưng mà cha mẹ em á để lại cho em một thứ quý giá lắm. Gì hay không? Nè, nè, đó. Trời, cái khăn thôi mà làm gì quý giá. Cái khăn này là kỷ vật của mẹ em đó. Mỗi lần em nhìn tới nó là em thấy mẹ em à. Tôi biết rồi, cậu nói tình cảm là quý giá hơn vàng bạc châu báu đó đúng không cậu? Dạ. Thôi anh nghỉ đi, để em làm cho. Rồi, thôi tôi đi vô coi cậu cả có sai tôi làm gì nữa không. Dạ, 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 dạ. Để anh về trước đi. Dạ, dạ. Nhớ nghỉ ngơi sớm rồi cậu. Dạ. Chú chim, tụi mày định tìm lúa ăn hả? Lúa chưa chín mà sao mày ăn được? Thì để tao lấy cơm cho mày ăn nha. Mày cứ ăn đi, tao còn nhiều cơm lắm. Ăn đi, tao cho mày hết đó. Mày ăn xong á, nhớ bay đi cho mau nha. Anh tao mà thấy mày, anh tao không tha cho mày đâu. Tao làm tiếp đây, để anh tao biết được á, anh tao la tao á. Cảm ơn mày nha. Ủa? Có ai ở nhà không? Mà không lẽ đây là nhà quan ta? Khát nước quá. Cho tôi xin miếng nước nha. Không trả lời là đồng ý rồi đó. Hai nàng tiên đẹp quá, nàng tiên xanh quá, wow. Có nàng tiên kim tuyến nữa, đẹp quá, quá, wow. Thứ tư bông tím, quá, wow. Nàng tiên xanh đột chuối thứ năm, quá, wow. Nàng tiên gì, nàng tiên thứ sáu. Ai cũng đẹp hết. Nàng tiên vàng. Trời ơi, nàng tiên này đẹp nhất nè. Các em ơi, bây giờ các em đói rồi phải không? Dạ. Chờ chị một chút nha. Thần Mướp, hãy giúp cho chúng ta có một bữa ăn thật là ngon. Đúng là tiên ha, vừa ăn vừa giỡn. À, bây giờ các em ăn no chưa? Dạ no.
no rồi đúng không? À, ăn no rồi là chắc sẽ đi ngủ. Mà mấy nàng tiên đi ngủ là mình đi về nè. Mướp thần ơi, hãy giúp chúng ta. Chắc là tiên á, thiêu thùa chắc cũng lạ lắm. Thiêu xong mình về. Bây giờ chị em của chúng ta sẽ theo một cái tấm thân to thật là to, lớn thật là lớn để tặng thiên mẫu nha. Dạ. Trời đất ơi, thiêu cái tấm khăn lớn thì cái chừng nào mới xong. Đúng là kỳ diệu ha. À, có ai không? À, mấy nàng tiên ơi. À, tiên vàng ơi. À, tại tôi đói quá mà thấy mấy cô có cái mướp khô kỳ diệu này, cho tôi xin miếng đồ ăn nha. Hỡi mướp khô, cho ta đồ ăn. Phải. Thần mướp khô, sơ mướp cho ta đồ ăn. Cũng không phải luôn. À, nhớ rồi. Hỡi thần mướp, cho ta đồ ăn. Wow. Cảm ơn thần mướp rất nhiều. Nhưng con không phải là tiên nữ, con không ăn chay. Con làm lụm cực khổ, dân cày ruộng, cho con ước lại đồ ăn mặn nha. Cái này để con tráng miệng sao. Hỡi thần mướp, hãy cho ta đồ ăn mặn. Wow, trời ơi, thần mướp thật là kỳ diệu. Cảm ơn thần mướp nhiều. Ôi, đúng đồ ăn mặn luôn. Ôi, thịt kho củ cải mặn. No quá. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chưa ăn cái buổi cơm nào mà no mà ngon như vậy. Không ngờ thần mướp này thật là kỳ diệu. Tuy bên ngoài xấu xí nhưng mà công dụng vô cùng. Hay là mình mượn một ngày, mình đãi thím lượm với lại anh Thình. Thím lượm với anh Thình đã giúp mình quá nhiều rồi. Mình chưa bao giờ đãi họ ăn một bữa nào mà cho đàng hoàng hết. Bảy nàng tiên ơi, xin cho tôi mượn cái trái mướp này. Tôi về tôi đãi hai người bạn của tôi ăn, rồi tôi hứa ngày mai tôi sẽ lại đây trả nha. Nha. Dạ sao? À dạ. Dạ vậy là mấy đàn tiên không trả lời là đồng ý nha. Dạ. Cảm ơn bảy nàng tiên nhiều. Wow. Con gà con quá. Trời đất ơi. Wow. Nè mày nói cho tao nghe coi, mày có cái gì vui mà bữa nay mày đãi mọi người ăn ngon dữ vậy? Thú thiệt với lại thím chứ con đâu có gì vui đâu. Con có đồ ăn ngon, con nhớ hai người nên mời hai người lên. Vậy hả? Dạ con mời thím lượm. Cảm ơn mày. Đúng mời mà, tao. Bà ăn chưa bao giờ thấy con gà mà nó ngon gì. Bỏ đẹp mày. Trước đi. Dạ dạ. Ăn đi anh, nãy giờ em chưa mời mà anh cũng ăn mà. Ủa
tôi đang ở đây nè. Lui về đây. Bà làm cái gì cái miệng bà la bài bãi vậy hả? Trời ơi, ngồi đây sao không nói? Để tao dừng lại chạy vô trong kia. Đàn bà con gái à, ăn nói coi trước coi sau, cái miệng cứ la bài bãi. Đã cái vậy nữa, cũng là cái một rùa giống người ta, mà nhìn sao thì ghét gì đâu. Mà sao em của ông không giống ông lúc nào hết trơn á đó. Em tôi hả? Ừ. Nó đâu? Kiếm cái gì? Nó ở ngoài đồng đó. Trời ơi, thì ngày nào nó không ở ngoài đồng bà. Nhưng mà ông không biết gì hết trơn hết đó. Nó giấu ông bán lúa, mua mấy chục con gà, hết đãi hết người ăn kẻ ở của ông ở ngoài chòi kia. Nó ăn hết nguyên con gà luôn hả? Bây giờ là con gà, mai mốt là nguyên một căn nhà. Căn nhà hả? Nó đang ở đâu? Ở ngoài trời. Ngoài trời? Tôi vô nha. Ê, đi sai đường rồi. Ra trời. Ra trời. Ngồi lên. Ơi, tao nói nó ngon gì đâu á. Nè nghe, tao nói thiệt với mày nghe, từ hồi đó đến giờ lâu lắm rồi đó, tao chưa bao giờ có được một cái bữa ăn mà nó vừa ngon mà nó vừa no như vậy. Trời ơi, con nói bà lỡ nghe, con ước thường chưa được nữa. Bữa nay ngon quá, đã quá. Bà tao quên nữa, ở đâu mà mày có thức ăn ngon mày cho mọi người ăn vậy nè? Đúng rồi, cậu đừng nói là cậu lấy con gà này ăn cắp con tay rồi đưa cho tụi con ăn rồi bị bắt chung ở tù chung nha. Dạ, không có đâu, anh Thành với Thím Lượm cũng biết con mà, có bao giờ con dám ăn cắp của ai đâu. Ở đâu mà có? Ở đâu có? Con á, con có một cái thứ quý lắm. Cái gì? Quý gì? Của ở trên trời đem xuống đó. Trời đất ơi. Dạ. Cái sơn mướp mà mày gì là quý? Đúng rồi. Trời ơi, cái sơn mướp này không phải là cái sơn mướp bình thường đâu. Cái sơn mướp này là của mấy cô tiên đó, con mượn đó. Xạo. Cho ta ăn cái đầu gạt ta. Con nói thiệt mà, cái sơn mướp này nó biến đồ ăn ra cho mọi người ăn đó. Thiệt không? Là sao? Dạ. Thì để con kể cho hai người nghe. Mỗi chuyện á, nó là vậy nè. Ông kia, coi nó kìa, nó nói là nó định đem trả lại cái trái thần đó. Thằng em của tôi là nó đã ngu sẵn rồi. Bà thấy không, cái miếng ăn dâng tới miệng bây giờ nó còn trả cho người ta. Bởi vậy thôi nhận nghe, nghe lời chồng nè. Bây giờ á, chồng sẽ đi một mình, vợ đừng đi theo. Vướng tay vướng chân lắm. Để cho chồng đến cái căn nhà đó, những thứ gì mà mắc nhất á, chồng sẽ gom hết về nhà, rồi chồng sẽ đưa cho vợ. Lúc đó đó hả, vợ tha hồ mà chứng diện với lại Thiên hả? Thôi được rồi hả? Làm tới sáng luôn đó. Rồi bây giờ sao? Đi rình. Nghiêm túc lại. Quá đẹp nữa. Sao kỳ vậy ta? Nãy giờ mình vô mà mình chưa tìm được. Ở đây á, biết đâu á, nó còn nhiều cái thứ mà gọi là. Hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ. Trốn ở đây không được. Trốn ở đây thì không có thể nhìn thấy được hết. Thì mình đâu có biết nó giấu mấy báo vật ở đâu. À, chỗ này. Chỗ này là nhìn xuống mình thấy hết. Lúc đó sẽ rất có nhiều báo vật, mình sẽ đem về cho vợ mình. À, thông minh quá. Ủa?
ngoài suối nhiều cá lắm, ra bắt cá nha chị. Ừ, mình đi đi. Mi mà chúng ta phải làm việc vất vả, ban ngày đi làm về mệt, tối là còn phải nấu cơm nữa chứ. Tại ngươi đó, tại ngươi mà chúng ta không kịp giao khăn khách hàng đó. Tại ngươi, tại ngươi dám nói dối hả? Dám nói dối, dám nói dối, dám nói dối, chết đi. Nói xạo hả? Nói dối, tại ngươi đó. Tham lam hả? Đau á, trong chết này. Đau tha cho tôi. Thôi đủ rồi các em. Tha cho tôi biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi hả? Ta cảnh báo ngươi, lần sau trở đi mà dám bén mảng tới đây nữa là hả, ta sẽ trị tội ngươi cho biết nghe chưa. Thôi rồi, ừ, hay về đi. Vậy em về ha. Ừ, được, về rồi đó. Về đi. Về nha. Đẹp quá. Cảm ơn nha. Bỏ lộn, về em đường này. Ừ, đúng rồi, đường này nè. Đáng đời từ nay hắn ta không dám quay lại đây nữa đâu. Ông ơi, vậy uống miếng thuốc đi ông. Chứ ông có chùm mền hoài vậy ngợp chết á. Ông ơi, cái mặt tôi sưng phù vô mà uống cái gì nổi nữa mà uống. Ông mới nói cái gì vậy? Hôm qua rõ ràng á là tôi nhớ là mới sưng có cái mũi thôi mà bây giờ sưng cả cái mặt rồi hả? Bà ăn nói gì kỳ quá, thì nó muốn sưng chỗ nào thì nó sưng. Tội nghiệp chồng của tôi quá. Bây giờ đây kéo mền cho tôi coi, cái coi. Ôi tôi đây. Ôi à, trời ơi chồng ơi. Chồng ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ôi rồi chồng ơi, tôi chết rồi chồng ơi. Thôi rồi, ghê lắm luôn. Cái mặt kinh khủng lắm. Bây giờ phải làm sao đây hả? Bà đi kêu thằng Tý qua đây liền cho tôi. Biết đâu thằng Tý nó có cách nó cứu tôi. Nhà cửa đất đai ruộng vườn của tôi quá trời quá đất như vậy nè, mà ông trời cũng ác lắm, bắt tôi đi xa vậy. Đi xa là chết á, mà chết như vậy tôi không có cam lòng đâu bà ơi. Ông làm thấy ghê quá à. Ông có chết đâu mà ông lo dữ vậy. Bộ bà muốn tôi chết gì lắm hả? Cho nên bà không có cho tôi lo hay sao? À, anh hai, chị hai ơi! Anh hai! Trời đất ơi! Thì đồ không? À, anh hai ơi! Trời ơi, cái mặt anh khó coi lắm luôn á! Khó coi lắm! Trời ơi, anh có sao không? Sao gì cũng tại em hết trơn á! Ủa, sao tại em? Thì bữa hai anh em đi qua bên kia ăn cắp cái chai gì? À, anh đi theo em qua nhà mấy cô tiên đó hả? Ồ, anh theo em chứ vậy, lần trước em đi vô trong đó mà em đâu bị đánh đâu. Mà cũng tại em hết đó chứ không ai hết trơn á. Tí anh không biết đâu. Bây giờ em làm cách nào em cứu anh đi tiêu thôi. Ôi đau ơi, em cũng không biết sao nữa. Anh hai biết không, cái đó là trái mướp thần của mấy cô tiên đó. Anh lấy của họ là họ đánh anh là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm cách nào đây? Em đâu phải thầy Lan đâu mà em có thể chữa trị được cho anh. Nếu như mà chú giúp được ổng á thì tôi hứa tôi sẽ chia nửa gia tài cho chú. Nửa gia tài hả? Thôi anh hai đang bị như vậy, cái chuyện đó mình tính sau đi. Bây giờ để em chạy lại nhà nàng tiên đó, em coi có thể năn nỉ họ được không. Vậy em đi nha chị hai. Tôi đi liền đi. Dạ. Ừ, đi nha. Bà khùng hả bà? Bà nghĩ. Bà nghĩ sao bà chia nửa gia tài cho nó? Bà có biết nửa gia tài là nhiều tiền dữ lắm không? Trời ơi, ông mới khùng đó. Ông nghĩ sao vậy? Bây giờ mình nhờ nó mình phải nói vậy, nó mới sốt sắng nó đi cho mình. Chứ tự nhiên cái mình không nói rồi. Thì để đến khi nào á thì ông hết bệnh thì lúc đó
Quyền chi hay không đó là của mình. Anh chị, chị thấy bên ngoài không vậy? Mấy chị ơi, không biết là cái tên tham lam nó bây giờ như thế nào ha? Mặt của hắn sưng to, trông rất là ghê sợ và gớm ghiếc. Em thì lại nghĩ hắn sẽ gầy gò ốm yếu, bởi vì hắn không ăn được gì hết. Đúng rồi, tội của hắn ăn cắp trái thần đáng phải bị trừng phạt. Mà đã ăn cắp lần thứ nhất rồi sẽ quen tay, chứ ăn cắp lần thứ hai. Cho nên chị em mình phải trừng trị cho hắn chừa cái tật ăn cắp đó đi. À, anh của tôi không phải là người. Chị, các em đừng lo, hắn chỉ là người thôi, không phải ma quỷ đâu, các em đừng sợ. Nhà ngươi cũng tự tiện đột nhập vào nhà mà không có sự xin phép của chị em chúng ta, tội đó cũng là tội đáng trách. Dạ, dạ. Còn nữa, đã vậy còn lấy thêm trái thần của chúng ta, tội đó cũng bị phạt nặng. Dạ, thiệt tình là cái bữa đó đó, tôi đói bụng quá, đâu có muốn lấy đâu, mà tại vì thấy các cô có trái thần hay có thể biến là được đồ ăn, nên tôi chỉ muốn ăn một buổi thôi. Sau khi ăn xong thì tôi chợt nhớ là tôi còn hai người ân nhân nữa đã cưu mang tôi, nên tôi định bụng mượn trái thần một ngày để đãi hai người đó ăn. Lúc đó tôi có hỏi mấy cô nhưng mà không có ai xuất hiện để trả lời đó. Tôi nghĩ là các cô đã cho rồi. Nhưng mà tôi mượn có ngày rồi tôi đem trả lại kìa, tôi có hứa là tôi trả lại. Mong các cô thương tình bỏ qua. Mấy chị ơi, em thấy chàng trai này cũng thật thà, anh ấy có lỗi rồi biết nhận lỗi nữa, hay là mình tha lỗi cho anh ấy nha. Nhưng dù sao anh ấy lấy trái thần của chúng ta mà cũng đâu có xin phép. Nhưng mà anh ấy cũng trả rồi mà. Thôi, thấy em nói như vậy thì thôi, tha cho anh ấy đó. Tôi cảm ơn mấy cô, tôi cảm ơn nhiều. Nhưng mà chị Tiên Hai ơi, tôi có một chuyện muốn yêu cầu. Dạ 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 mà tôi chỉ muốn yêu cầu là anh của tôi ở nhà không phải là người ăn cắp, nên là mong các cô thương tình chữa trị cho anh ấy được không? Anh trai của nhà ngươi không có ăn cắp trái thần, nhưng mà hắn đã tự tiện vào nhà và còn có ý định ăn cắp trái thần nữa, tội đó đáng phải trừng phạt. Tôi mong các cô thương tình giúp tôi đi mà, nếu mà các cô không giúp anh ấy sẽ không vượt qua khỏi được đâu. Bây giờ các cô bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm hết đó, lên núi đao xuống chảo dầu làm cái gì tôi cũng làm hết đó nha nha các cô. Thôi được rồi, chị em của chúng ta sẽ đồng ý giúp nhà ngươi. Nhưng mà với điều kiện. Dạ, điều kiện gì cũng được. Hàng ngày á, ngươi phải xách nước đổ vào cái chum trước sân nhà cho đầy, thật là đầy. Nhà ngươi phải làm tốt công việc của nhà ngươi đi. Khi nào mà chị em của chúng ta cảm thấy hài lòng á, thì lúc đó sẽ giúp đỡ ngươi. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện xách nước á thì dễ ợt à. Tôi xách nước hàng ngày mà. Tôi còn một sự thỉnh cầu nữa. Hả? Dạ, các cô đừng nóng. Nếu mà tôi xách nước, mong các cô giúp anh tôi liền đi. Tôi sợ anh tôi sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Hắn ta không có chết đâu mà lo. Nhưng mà vậy thì tôi đi liền nha. Đi nha. Anh ơi, nước đầy rồi, anh nghỉ tay một chút qua ăn cơm, ngày mai rồi gánh tiếp. Ăn cơm hả? Để tôi đổ hết thùng nước rồi ra. Qua ăn cơm đi anh. Anh ngồi đi. Tôi ngồi nha. Dạ. Này, anh ăn cơm đi. Tôi cảm ơn Út nhiều nha. Ở trong nhà này á, con mình Út á là quan tâm lo lắng cho tôi nhất. Tôi cảm ơn Út nhiều. Út quan tâm anh á là tại Út thấy anh hiền lành, thân người lại nhỏ nhắn nữa, Út sợ anh cái nước không nổi. Con thân người tôi nhỏ nhắn vậy á, tôi siêng năng lắm, cái gì tôi cũng làm hết á, tôi không có lười biếng. Út biết anh siêng năng mà, anh cố gắng nha. Còn có 2 ngày nữa thôi á là mấy chị thả anh về rồi. Út ơi, nhắc tới cái chuyện 2 ngày á, Út có cách nào giúp anh tôi không Út? Anh tôi ở nhà hiện bây giờ á,
đàn đào dữ lắm. Con mắt thì nó sưng bên này, còn cái mũi thì đỏ giống như là trái cà chua vậy đó. Út giúp tôi được không? Chị hai Út như vậy là nhẹ tay lắm rồi đó. Hay Út Út nói với chị hai của Út được không? Cũng được. Vậy anh ăn hết cơm ở đây đi, rồi Út giúp anh. Gì chứ, chuyện ăn hết cơm á, tôi ăn lực liền à. Anh ăn thêm đi. Cho ta hỏi cái này, các nàng là tiên nữ, tại sao lại ở cái vùng mà hẻo lánh giống như vậy, không ở trên trời? Mấy chị em Út là tiên và sống trên trời, nhưng vì vi phạm luật trời nên bị thiên mẫu đày xuống trần gian, phải ở đây cố gắng làm việc, khi nào hết hạn mới được về trời lại. Nhưng mà Út yên tâm đi, thế nào thiên mẫu á cũng sẽ tha tội cho bảy chị em Út, rồi rồi lúc đó Út đi về trời luôn hả? Lúc trước á thì Út muốn về trời, bây giờ không có muốn về nữa. Ủa sao vậy? Tại vì Út đã thích một người ở dưới trần gian rồi. Hả? Út thích một người ở dưới trần gian này hả? Chàng ngươi á, chị hai, đúng là một chàng trai ngốc nghếch nhưng mà lại thật thà. Thôi được rồi, ta sẽ đồng ý giúp chữa bệnh cho anh trai nhà ngươi. Nhà ngươi hãy mang trái thần về để chữa bệnh cho anh trai đi. Đội ơn chị Tiên Hai, đội ơn chị Tiên Hai, đội ơn chị Tiên Hai nhiều. Còn em nữa, chị để ý nha, mấy hôm nay á em đồng cảm và thông cảm với chàng trai này đúng không? Tuy chàng trai này dáng vẻ rất là yếu ớt nhưng mà lại đầy tấm lòng nhân hậu. Không quản ngại gian khó, làm hết tất cả mọi công việc để sẵn sàng giúp cho anh trai mình hết bệnh. Em đã để ý chàng trai này đúng không? Chị biết rồi còn hỏi. Như vậy là... Biết rồi còn hỏi. Cảm ơn chị Tiên Hai. Cảm ơn chị Tiên Hai. Như vậy chị Tiên Hai cho em cưới Út nha chị Tiên Hai. Hồi nào? Dạ nếu không cưới thì thôi. Khi nào mà chị đồng ý thì em sẽ cưới Út nha Út. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó Út ơi. Ta thấy đúng, hai đúng, em tâm đầu ý hợp cho nên ta sẽ tác hợp cho hai em nên duyên chồng vợ. Dạ em cảm ơn chị Thiên Hai nhiều. Nếu mà chị Thiên Hai không chê gia cảnh của em nghèo hèn á thì em xin đưa Út về để ra mắt anh chị hai của em. Nha chị. Dạ em cảm ơn chị Hai nhiều. Em cảm ơn chị Hai. Anh Hai, chị Hai. Anh Hai, chị Hai. Trời ơi chú, chú đi đâu mà lao dữ vậy? Anh của chú nãy giờ đòi chết lên chết xuống kìa. Anh mở mền ra cho em coi đi. Em mà có cách cho trị cho anh nè. Mở coi con Út đi chứ. Có cách thì thiệt không? Dạ anh chị thiệt phải không? Dạ anh mở mền ra đi. Tiếng ơi, chị cho anh Hai đi không? Trời ơi, đây là cái mức thần sẽ chữa trị lại cho anh Hai thành gương mặt bình thường đó. Dạ dạ. Nhưng mà anh Hai phải hứa với em á là không có được cả gian ác, không có được tham lam nữa nha. Phải sống thật thà nha. Dạ. Sống thật thà, sống thật thà, sống thật thà. Mừng quá chồng ơi, mừng quá. Đẹp lắm rồi, đẹp lắm. Đẹp đặng trong đẹp rồi. Nhưng mà ba ba đặng rồi. Trời ơi. Vợ nghĩ vậy nè, bây giờ mình phải đãi tiệc linh đình để mà đãi chú Út. Tại vì chú gọi là coi như mình trả công cho chú mấy bữa qua đã cực khổ vì hai vợ chồng. Được, 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 chồng đồng ý. Đãi đi, em ăn ngập mặt luôn. Dạ, dạ. Tại sao anh chị hứa chi nữ gia tài cho chàng Tí mà lại không thực hiện chứ? Ai hứa? Vợ hứa phải không? Hứa? Chồng hứa? Chồng không có hứa. Vợ không có hứa? Ai hứa vậy? Mà nàng kia. Nàng kia? Nàng là ai? Là ai? Sao lại vô nhà của ta? Sao vô nhà của ta? Dạ dạ anh Hai, chị Hai, đây là nàng Út. Em muốn đem lại ra mắt cho hai anh chị. Em sẽ cưới nàng Út này đó. Cái gì? Cưới à?
Dạ. Cái thân còn lo chưa xong nữa đòi cưới người ta, sao nuôi người đúng ta. Đúng rồi. Vậy cưới đi, cưới dạ, đi. Dạ, tại vì hai anh chị hứa cho em nửa gia tài nên em sẽ cưới Út. Hồi nào? Vậy thôi, nếu hai anh chị không cho nữa thì thôi. Về mấy. Nè anh kia, nếu như anh không giữ lời, anh sẽ trở nên xấu xí đó. Làm gì xấu xí? Tôi đâu có về nhà đó nữa đâu mà sợ. Dùm đi. Đẹp lắm. Mất thần, hãy trừng trị kẻ xấu xa lực lộng kia. Chồng ơi chồng, cái mặt của chồng xấu xí, sưng lại rồi kìa. Tôi chết rồi. Chồng ơi, giúp anh chị ơi. Thôi rồi em ơi, anh chị biết lỗi rồi, anh chị sẽ không có sai lời nữa đâu. Anh hứa đây, anh sẽ không có tham lam nữa. Anh hứa mà. Út, thôi bỏ qua cho anh hai đi. Nếu như anh cứ tham lam ức hiếp người khác, nói không giữ lời, anh sẽ trở nên xấu xí hơn nữa. Anh hứa là anh không có tham lam nữa đâu. Anh xin hứa từ đây á, về sau anh không có tham lam nữa. Anh sống tử tế với Tí Đô, với em dâu. Anh hứa mà. Đẹp. Khoan. Tí Đô ơi. Dạ. Em dâu của anh, anh cảm ơn rất là nhiều. Dạ, sống thật thà. Người thật thà cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chàng cùng vợ về hưởng chung gia sản với người anh. Đôi vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cả gia đình sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc. Cái vòng hoa này mà đội lên đầu của Xuân, chắc là nàng sẽ đẹp lắm. Nàng sẽ giống như một cô công chúa. Ta là cướp đây. Bao nhiêu ngân lượng trong người, đưa hết ra cho ta. Người bước tới là ta đánh đó nha. Nàng tưởng sức của nàng đánh được ta sao? Đưa đây. Nè. Trời ơi, sao ghẹo tôi hoài vậy? Có ghẹo mới biết nàng dữ như vậy đó. Xuân nè, tặng nàng nè. Wow. Nàng đẹp lắm, giống như công chúa vậy đó. Ta vui lắm khi gặp nàng đó. Chết rồi. Hả? Bà ngoại đi phía sau đó. Ngoại hả? Dạ. Tôi chết rồi. Ta tới nhà gặp nàng mà không gặp, tính ra đây có chuyện muốn nói với nàng. Bộ có chuyện quan trọng sao nhìn chàng gấp vậy? Có. Chiều nay tới chỗ hẹn cũ sau giường nha. Dạ dạ. Ta đợi nàng ở đó công chúa. Dạ. Ta đi nha công chúa. Ta đi nha. Dạ dạ. Chết rồi mẹ con Xuân ơi. Chết rồi. Chết? Ai chết vậy mẹ? Không có ai chết hết á. Nhưng mà cái chuyện này là chết chắc rồi. Trời ơi, cái chuyện này tao nghi lâu lắm rồi. Bây giờ là không có sai chạy chỗ nào hết á. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nói cho con nghe, có chuyện gì vậy mẹ? Con Xuân với cậu Anh Quốc đó. Dạ. Hai đứa nó có tình ý với nhau. Hơi, con tưởng chuyện gì mới làm con hết hồn à. Mẹ ơi, mẹ quên là cháu ngoại của mẹ đã đến tuổi lấy chồng rồi hay sao? Với lại con thấy cậu Anh Quốc á, tuy còn nhỏ nhưng mà rất là chững chạc. Với lại nó cũng là con nhà gia giáo. Hai đứa nó đẹp đôi đó mẹ. Nếu như vậy thì mẹ nói để làm cái gì? Nhưng mà đằng này đó, cậu Anh Quốc á, lên đường đi giết giặc,
theo lời kêu gọi của nhà vua đó. Mẹ nói sao? Cậu ấy đi lính hả mẹ? Ừ. Lại một người lính nữa sao? Không. Không. Con không bao giờ chấp nhận cho con gái của con lấy một người lính nào đâu mẹ ơi. Cuộc đời của con lấy chồng là một người lính, con khổ sở nhiều lắm rồi mẹ ơi. Mẹ có hơn gì con đâu. Cha con cũng là một người lính, lên đường đi giết giặc. Mẹ ở nhà chờ đợi mà cha con đi mãi không có về. Còn con, ngày đón chồng con trở về, con cũng đã cố nén nuốt nước mắt vào trong lòng để không cho một ai biết. Áo mạo cân đai bỗng lòng vua bán, tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà thời gian đã làm cho mái tóc con ngã xương luôn rồi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, không lẽ bây giờ để bất hạnh đổ lên đầu con gái của con sao mẹ? Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao đây mẹ? Cậu Anh Quốc với con Xuân nó chơi với nhau từ thời còn để trộm, bây giờ làm sao mình ngăn cản được đi con? Đặng này nè, nhìn thấy hoa đẹp không? Ta đến trễ, ta xin lỗi nghe. Này giận ta. Em cũng vừa mới đến. Chàng à, chàng sắp lên đường thật sao? Nàng nghe chuyện đó rồi sao? Nàng biết không, nước nhà đang có biến, lệnh của nhà vua ban ra toàn bộ trai tráng trong làng phải lên đường giết giặc. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của phận làm trai, thì làm sao ta có thể cãi lệnh được. Nhưng chàng đang ôn luyện kinh sử để chuẩn bị lên kinh thành ứng thí kia mà, bây giờ chàng bỏ tất cả để lên đường giết giặc ư? Không phải bỏ, mà ta tạm gác lại. Phận làm trai, làm sao ta có sống hèn hạ như vậy? Trong khi nước nhà đang gặp biến, làm sao ta có thể ngồi yên mà ôn luyện kinh sử? Nàng biết không, ta muốn được xông pha giết giặc. Ngày trước là ông ngoại em, rồi sau đó là cha em đều lần lượt đi lính. Bà ngoại và mẹ của em đều mòn mỏi chờ đợi ngày họ trở về. Đời lính là vậy, cuộc sống rầy đây mai đó. Nàng cũng nói, ông ngoại nàng thì có bà ngoại chờ đợi, cha nàng thì có mẹ chờ đợi. Vậy còn nàng, nàng có chờ đợi ta không? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Em rất hãnh diện khi có người yêu sống có lý tưởng, có khí phách, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc như chàng. Nàng nói sao? Nàng hạnh diện vì ta? Nàng sẽ ủng hộ ta lên đường giết giặc. Cảm ơn nàng, ta vui lắm. Nhưng mà
nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng có đồng ý chờ đợi ta không? Em sẽ chờ. Chàng hãy yên lòng. Em nguyện một lòng chung thủy. Chờ đợi ngày chàng trở về đoàn viên. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Như vậy là ta đã yên lòng lên đường rồi. Nàng yên tâm. Cho dù da ngựa bọc thay, ta vẫn quyết tâm xông pha. Ta sẽ giành thắng lợi. Và nhất định ta sẽ quay về đây tìm nàng. Ông ơi, cháu gái của ông nó đã chọn con đường mà tôi đi ngày trước. Ngày ông ra trận, tôi ở nhà không có ông chờ đợi, mà ông đi mãi không có về. Số kiếp của mẹ con tôi là như vậy. Xin ông hãy phù hộ cho cháu gái của ông và cho phù hộ cho thằng bé nó mau trở về nha ông. Tất cả là tại mẹ. Mẹ đã truyền cho con cái dòng máu tử thần. Bây giờ con thiên lại cho con gái của con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã giữ gìn không cho con Xuân nó nói chuyện với bất cứ một người lính nào. Nhưng có lẽ số phận của mẹ con ta là như vậy đó. Mẹ nghĩ nếu bây giờ cha con mà sống lại mà đi ra trận thì mẹ cũng ở nhà chờ đợi cha con. Thôi, hai mẹ con đừng có cắn đắng với nhau nữa. Bây giờ hãy cầu mong cho con ấy mau trở về.
cô ra đình làng chơi với con đi cô. Ở ngoài đó đang có hội á, vui lắm á cô. Tụi con còn trẻ, ra đó chơi đi. Cô già rồi, không có thích đến mấy cái chỗ hội hè đông đúc nữa đâu. Cô đó, con thấy cô suốt ngày á cứ ở nhà thui thủi con mình à. Bởi vậy con mới rủ cô đi chơi chung với con. Đi đi cô. Cô ở một mình quen rồi, không cần phải lo cho cô. Đi đi con, ra chơi với mấy bạn đi nhé. Mà cô gì sao cô không chịu lấy chồng đi? Ông ngoại con nói á, cô mà cứ ở như vậy hoài rồi mấy mốt cô già nè không có ai chăm sóc, khổ lắm á cô. Thì bây giờ cô già rồi, ai mà thèm lấy cô nữa. Cô nói làm sao chứ con thấy cô vẫn rất là đẹp. Mà con nghe ông ngoại con nói là cô không chịu lấy chồng tại vì cô đang chờ một người lính. Mà ông ngoại con còn nói là cái người lính đó đó đi luôn rồi, không có về đâu. À, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Cô bây giờ cũng không có còn chờ chú ấy nữa. Mà thôi, con đi ra ngoài đi chơi đi. Cô không có đi đâu. Cô còn phải xong cái đống đồ này cho heo ăn nữa. Đó, con heo rồi, nồi cắm heo quá khét hết trơn rồi. Đi đi con, đi nha. Cô đi chơi đi. Cô Cô Xuân ơi, cô Xuân, có người tìm cô nè. Cô ra đi mau đi. Ta đây, anh Quốc đây. Người yêu của cô Xuân về rồi. Để con đi nói với ông ngoại. Ông ngoại mà biết người yêu của cô Xuân về, ông ngoại con vui lắm á. Ta được đồng tuổi hơn 17 năm trời. Nàng có biết khoảng thời gian đó ta nhớ nàng nhiều lắm. Nàng ta quay trở về, ta được biết là nàng vẫn chờ đợi ta. Ta vui mừng không xiết. Đâu, cậu anh Quốc đâu? Trời ơi, cậu về rồi sao? Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời không một tin tức. Cậu có biết là cô Xuân đã chờ đợi cậu hết cả thời xuân sắc rồi, cậu có biết không? Mời chú ngồi. Mời mọi người ngồi. Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời? Ở đây ai cũng trông chờ cậu hết á. Sao cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Nhà vua thích sông pha y ngựa, mải mê với các cuộc chiến triền miên để mở rộng biên cương bờ cõi, tăng cường quyền quy thế lực của ngài. Vì vậy chiến tranh đối với ngài không bao giờ là kết thúc. Hòa bình chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vậy, hết đợt lính này ra trận trở về, rồi lại một đợt lính mới lên đường. Cuộc sống thanh bình của người dân thật là quá hiếm hoi. Tôi chỉ chinh chiến vài năm, sau đó được nhà vua rút về làm cận thần của ngài. Ngày đêm túc trực bên ngài không rời nửa bước. Chính vì vậy tôi cũng không có thời gian quay về quê thăm người. Cậu được làm hầu cận của quân vương, cậu thật là tài giỏi. Hèn chi cậu đi biển biệt đến giờ này mới trở về. Bà và mẹ của cô Xuân ơi, thật chẳng uổng công cô Xuân chờ đợi. Bây giờ cậu ấy đã lập được công danh rạng rỡ rồi kìa. Ông ơi, người yêu của cô Xuân đã trở về. Vậy là cô Xuân sắp lấy chồng phải không ông? Còn sắp cái gì nữa, phải tổ chức lễ cưới ngay thôi. Đôi tình nhân chung thủy này đã chờ đợi lẫn nhau lâu quá rồi, phải không mọi người? À.
Thôi thôi người ơi. À, chúc mừng cậu. Chúc mừng, mời. Mười mấy năm trời được làm hầu cận với nhà vua, chắc cậu lập được nhiều chiến công hiển hách lắm. Đâu, cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Chiến công hiển hách? Ta không biết chiến công hiển hách là gì. Bởi vì ta là người cận kề của nhà vua. Vậy không rời ngài nửa bước. Khi đất nước còn vật vã, ta sẽ dùng tấm thân này che chở, bảo vệ cho ngài. Còn khi đất nước yên bình, ta là người giữ quyền quy tối hậu cho ngài. Còn thanh kiếm này thì chém tất cả những ai không tuân theo lệnh ngài. Không lẽ việc của cận thần chỉ có chém người không hay sao? Đúng. Tất cả những ai không tuân theo lệnh đức vua đều bị chém hết. Những người dân giả bình thường xa lạ thì sẽ bị chém bay đầu ngay tức khắc. Còn hoàng thân quốc thích sẽ có một cái chết êm dịu hơn. Thật không ngờ một chàng thư sinh hiền lành lại có khí phách hơn người. Thật đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ. Còn cái đai vàng này chắc quý lắm phải không? Ồ, tôi thấy lúc nào ngài cũng mang nó bên mình. Đẹp, đẹp quá. Đúng. Đây là cái đai vàng do nhà vua ban tặng cho ta. Ồ, đẹp quá cậu ơi. Nó là phần thưởng vì ta đã đâm sâu lưng người bạn cũ khi hắn ta dám ngăn cản nhà vua ra lệnh chém một đại thần. Tội của ông ta là mắt mờ, trót dâng lên nhà vua một trái táo có sâu. Cái gì? Trót dâng nhà vua một quả táo có sâu mà bị chém đầu hay sao? Dĩ nhiên tất cả những ai làm trái lệnh đức vua đều bị chém bay đầu bởi thanh kiếm của ta. Và sau bữa tiệc đẫm máu đó, đức vua đã ban thưởng cho ta chiếc đai vàng này và cho ta về thăm quê sau mười mấy năm xa cách. Dạ. Quá đẹp. Hả? Chết rồi. Ngài ơi, cái đai vàng bị con mèo làm lắm nem rồi. Cô làm sao vậy con? Cô không sao. Cô chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại mấy bữa nay cô lo chuẩn bị lễ cưới cho nên bị kiệt sức rồi. Thôi để con đưa cô vô trong nghỉ nha. Cô không sao. Cô tự lo cho mình được. Con ra phía sau nhà phụ mọi người dọn dẹp đi con. Ở đằng sau người ta dọn dẹp xong hết rồi. Mà cô biết không, bà con ở ngoài á, ai cũng bàn tán về câu chuyện của cô. Một mối tình chung thủy. Con ước gì sau này con cũng được giống như cô vậy đó. Được chờ người yêu đi lính về. Cho dù có quá lứa lỡ thì á, con cũng chấp nhận. Đừng, đừng con. Đừng bắt chước cô. Con phải lấy chồng. Con phải sinh con. Con nghe chưa? Dạ. Tình yêu là phải cả hai người cùng xây đắp. Dạ. Chứ không phải chỉ là đợi chờ trong mòn mỏi đâu con ạ. Dạ. Cô mệt quá. Cô đi vào trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Chẳng lẽ chàng chỉ biết chém giết thôi sao? Suốt bao nhiêu năm trời,
bao nhiêu mạng người đã chết dưới lưỡi kiếm của chàng. Ta vô với nàng đây. Trả chồng lại cho ta. Hỡi kẻ giết bạn kia, trước khi bước tới giường cưới, hãy trả lại cha cho những đứa con thơ dại của ta. Hãy trả lại chồng cho ta. Có người phụ nữ đằng sau lưng của chàng. Đâu có ai đâu. Sao nàng lại sợ hãi như vậy? Có người phụ nữ mặc đồ đại tang đứng sau lưng của chàng đó. Nàng nói quở gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến đây với ta. Máu. Hai tay của chàng dính đầy máu kia. Đừng có máu đâu. Làm gì có máu đâu. Cái gì đi. Làm gì có máu. Chắc là do nàng hợp quá thôi. Nàng hãy vui lên đi. Ngày này không phải là ngày chúng ta chờ đợi lâu lắm rồi sao? Hãy vui lên đi. Không thể cười được nữa. Nhưng bây giờ chàng đã trở về nhà rồi. Chàng đang ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chàng không còn hầu cận nhà vua nữa. Hãy bỏ kiếm xuống. Hãy quên đi hết những mưu toan, những buồn phiền ở trong nội cung. Chàng hãy sống vui vẻ. Cười lên. Cười với em đi mà. Không thể. Ta gần 20 năm trời, tại sao lại từ bỏ ta? Tại sao lại xa lánh ta? Nàng ghê tởm ta lắm sao? Tại sao lại bắt ta cười? Ta không còn là một chàng thư sinh ngày xưa nữa. Bây giờ ta là một người đàn ông không biết cười của triều đình. Từ khi bàn tay này nhuốm máu, từ khi đức vua ra lệnh dùng thanh kiếm này giết
hết những kẻ không tuân thượng lệnh. Sau khi chiêu đãi họ một bữa tiệc linh đình đầy sơn hào hải gì, ôi bạn của ta, người bạn đã cùng ta giàu sinh ra tử, chia ngọt sẻ bùi, đất chiến trường. Ta đã cầm thanh kiếm này, đánh giúp được bạn của ta, không một chút gió dữ. Chàng đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Em có thể chờ đợi chàng suốt cả một cuộc đời, nhưng em không thể nào chấp nhận được một người chồng lạnh lùng như thế này, thậm chí không biết đến cả nụ cười. Đạt đuổi ta sao? Chỉ vì danh vọng tiền tài mà chàng đã mất đi lý trí. Chàng giết người không gớm tay. Chàng thật sự không còn tính người nữa rồi. Chàng đi đi. Chàng hãy đi đi. Trời ơi, ta đã sai, bởi vì ta đã hoa mắt bởi bỗng lòng vua ban, trở thành một người giết người không gớm tay, trở thành một sát thủ máu lạnh từ lúc nào ta không hay biết. Không, ta đã cố gắng rất nhiều để có vị trí ngày hôm nay, một cận vệ của nhà vua, nắm quyền sanh sát trong tay. Nhưng bù lại, ta trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí không có nụ cười. Để giờ đây, người mà ta thương yêu nhất cũng xa lánh ta, ghê tởm ta. Cái giá quá lớn. Nàng ghê tởm ta lắm đúng không? Đúng không? Trời ơi, thiệt là hết rồi. Phần thưởng cuối cùng cho một người lính hơn nửa đời người phục vụ đức vua là đây sao? Là đây sao? Vĩnh biệt nè, vĩnh biệt nè. Cô Xuân, cô Xuân ơi, cứu người đi, cứu người. Ta không thể nào gỡ tay cô ấy ra được. Thật là lạ lùng. Ta chưa từng thấy người chết mà lấy tay che mặt như vậy bao giờ. Chắc là ý nguyện của cô ấy.
chúng ta hãy tôn trọng ý nguyện để cho cô được an lòng. Xin cảm ơn thầy. Cô Xuân ơi, cô tỉnh lại đi. Cô là người tốt mà, sao cô chết sớm quá vậy? Con, ai cũng có số phận hết con à. Con đừng có khóc nữa, để cho cô ấy ra đi được thanh thản. Cô Xuân, cô Xuân. Cây này là cây gì vậy ta? Cứ như là nó đang mắc cỡ khi có ai đụng vô vậy đó. Nhưng mà sao trước giờ mình chưa thấy cái cây này vậy? Mà sao nó lại mọc ở trên mộ của cô Xuân? Cây này là cây gì vậy? Những chiếc lá khép lại không phải vì e thẹn mà vì sợ hãi. Khi còn đấu tranh tranh giành quyền lực thì sẽ còn chém giết lẫn nhau. Cho nên mỗi một va chạm, mỗi một bước chân tạt ngang đều làm cho những chiếc lá giật mình khép lại. Nỗi sợ hãi của những chiếc lá cũng giống như nỗi niềm của người trinh nữ, con người yêu xưa đi lính trở về chẳng biết cười. Cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, có phải là tiếng của cô không cô Xuân? Cô Xuân ơi, cô Xuân. Quà tím giống như áo tím của cô ngày cưới. Người con gái chờ đợi người yêu cho đến lúc quá lứa lỡ thì. Nhưng mà thật bất hạnh cho cô, khi người ấy trở về thì bàn tay đầy máu và gương mặt không biết cười nữa. Cô Xuân, thank you.
Nếu mà cứ rơi vào thế giới cổ tích một cách ngẫu nhiên như thế này thì lấy gì bảo đảm tụi mình tìm được cách ra? Nên phải hết sức cẩn trọng, không được tùy tiện. Chuyện đó thì ai chả biết, mà cái điều quan trọng là bây giờ phải thử lần lượt các cách, chứ đâu phải ngồi đó mà nói. Bây giờ xoay vòng từng đứa nhảy vô. Tôi xung phong trước nè. Ông là đứa lừa đọc sách nhất, ở đó mà nói dốc. Nhưng mà bù lại tôi coi phim nhiều hơn. Chứ không phải ông chơi game nhiều hơn hả? Ê, từ hôm về quê tới giờ tôi rửa tay gác kiếm rồi đó nha. Thật ra cũng không đến nỗi nào. Nó có tìm được. Tìm được cái gì? Chìa khóa. À, là một thứ giống như mật mã ấy mà. Để mình có thể chủ động ra vào trong thế giới chuyện cổ tích trong quyển sách này nè, đúng không? Không. Trời, chứ mấy bạn không nhớ ba lần tụi mình bị kéo vô mà tụi mình có kịp chuẩn bị gì đâu. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ý ông là... Tôi nghĩ chắc chắn phải có một cách nào đó. Hoặc là nó tuân theo một chu kỳ thứ tự, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc có thể là có thằng chú. Muốn biết dễ ẹt. Sao? Thì tới nhà hỏi chủ nhân của cuốn sách. Trời, ông giỏi đi. Tất nhiên mình sẽ trả lại chủ nhân thật sự cho nó. Nhưng lấy gì đảm bảo ông giỏi có gì đó là chủ nhân thật sự của quyển sách này? Mà hôm trước đứa nào nói ổng là phù thủy gì ta? Ờ ha, là ổng cúng trơn của ai thì sao? Ghê quá à, đừng nói em lấy nhờ không. Lấy thằng ngỡ này giống em quá à. Bo, đừng có phá. Bo, đừng phá bo. À, đây là chuyện thiếu phụ. Chúi đừng có nói. Đừng nói. May quá, mình giữ được bé chuối rồi. Ý, nhưng mà Bo đâu rồi? Ờ đúng chết. Rồi, Bo đâu rồi? Chết rồi. Chết. Bo ơi. Bo. Bo ơi. Chết, vậy là Bo bị lọt vào thế giới cổ tích một mình rồi. Bình, đi vô lấy quả cà tinh nhanh lên. Lo, toàn dân nghe đây, lệnh vua ban truyền. Nay đất nước ta đang cơn binh biến, bị bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá dì xéo quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Lệnh cho tất cả trai tráng trong làng lên đường đi tòng quân giết giặc, gìn giữ thái bình cho sơn hà xã tắc. Lo, toàn dân nghe đây, lệnh vua ban truyền. Nay đất nước ta đang cơn binh biến, bị bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá chì xéo quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Lệnh cho tất cả trai tráng trong làng lên đường đi tòng quân giết giặc, gìn giữ thái bình cho sơn hà xã tắc. Lo, toàn dân nghe đây, bọn giặc kéo đến xâm lăng, âm mưu tàn phá chiếm quê hương. Toàn dân đồng lòng đứng lên chiến đấu bảo vệ. Lệnh cho tất cả trai tráng trong làng có nghe thấy gì không? Em có nghe. Làng xóm hôm rày cũng xôn xao bàn tán, dân tình loạn lạc khắp nơi, chạy ngang qua làng ta. Một gia hưng vong, thất phu phụ trách. Khi sơn hà quy biến, đến một kẻ hèn mọn cũng phải có trách nhiệm. Ta không thể nào đứng ở ngoài cuộc được. Chúng ta phải tạm gác chuyện tình riêng lại. Dạ, em hiểu. Kìa. Nhưng mà... Nàng sao vậy? Sao có vẻ nàng lại ngập ngừng, do dự? Chẳng lẽ nàng có điều gì khó nói à? Dạ không. Khi đất nước lâm nguy, mọi người phải ra tay chung sức. Em rất tự hào vì chàng có quyết định như vậy. Chàng hãy yên tâm mà lên đường, đừng lo lắng điều chi. Vợ yêu quý, nàng đúng là hồng nhan tri kỷ của ta. Khi giặc tan,
ta sẽ quay về với nàng. Giờ ta phải đi ghi danh, kẻo muộn. Ủa sao không thấy Bo đâu? Chết cha, có khi nào Bo đi lạc không? Bo đang nằm trong bụng của người thiếu phụ đó. Thật sao? Đoán vậy. Trời. Chị tới. Ê, Bo kìa. Ôi, con giỏi quá. Trời tối quá rồi, để mày đi thắp đèn lên đã nha.
con nhìn ai về thăm con kìa. Cha ơi. Ừ, đúng rồi, cha về thăm con đó. Cha vẫy tay chào con kìa. Chào cha đi. Chào cha. Cha thương mẹ nhớ con lắm. Con ngoan thì mỗi tối cha sẽ về thăm con nha. Chịu không? Chịu. Mình chơi tiếp nha. Giỏi quá. Tội nghiệp bố quá à. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp? Không thấy nàng cười té té hả? Nhưng mà nó nhớ mình một chút là nó sẽ khóc à. Thằng này vừa khóc vừa cười giỏi lắm. Vậy làm sao cho Bo nhanh quay trở về? Làm sao mà cho nó nhanh quay trở về được? Phải đợi ba của nó về cái đã. Chết cha. Mà như ba của nó đang đi lính đúng không? Vậy là phải mấy tháng sau mới về đó. Trời, vậy tính sao đây Bảo? Hai mình thử lượt xem chân mới đi. Hả? Vậy cũng được đó hả? Thì cũng phải thử xem. Không lẽ cho Bo ngồi ở chổng chờ dài cổ luôn hả? Ê, cha của Bo về kìa. Trương Sinh nó về kìa bà. Ờ, về rồi á thì tốt. Cả cái làng Nam Xương này ai mà không biết. Mày đặt hiền thục đạo đức, thứ đàn bà gì mà rước trai về nhà rồi biểu con mình thưa cha. Trời ơi, phụ nữ gì vậy hả? Không ai coi ra gì hết á. Vậy mới nói chứ. Tôi thấy hả, thằng Trương Sinh hả, nó ngu quá. Thì cứ theo cái câu á, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, rồi biết liền cái gì. Thiệt là tội nghiệp hết sức vậy đó. Đi lính mấy năm trời về nuôi con người ta mà cứ tưởng là con của mình không hà. Mà bà có thấy mặt cái thằng mà gian phu đêm đêm đến nhà mẹ con nó không? Thấy chứ sao không. Nhưng mà hả, chỉ thấy thấp thoáng thôi. Ban đêm mà. Nhưng mà cao to đẹp mã lắm. Thiệt là ngao ngán hết sức vậy đó. Ai ăn ốc mà bắt thằng Trương Sinh nó đổ vỏ. Thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ, mình đi làm đi. Hai cho con đi chơi có vui không? Con đói bụng chưa nè? Sắp có cơm rồi, đợi một chút nữa là có ngay. Ủa? Chàng sao vậy? Bộ chàng không được khỏe hả? Trời đất, sao mặt con dính sình dữ vậy? Thôi qua đây mẹ rửa mặt cho. Về như vậy hả? Rồi, xong rồi. Nàng nói thật cho tao biết, đó là con của ai? Sao chàng hỏi gì kỳ vậy? Đừng giỡn mà những câu khó nghe như vậy chứ. Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta. Em đã nói với chàng rồi, lúc chàng tòng quân đi giết giặc
Lúc đó em đang mang thai và vì sợ chàng lo lắng cho nên em không nói ra. Thật quan được. Con lại đây. Con hãy nói đi. Ba có phải là cha của con không? Không phải cha tôi. Cha thì tôi mới về. Vậy cha con là ai? Nói ngay. Kìa chàng, sao chàng lại nạt con như vậy? Làm con sợ lắm. Nín nín đi con. Sao chàng lại nạt con như vậy? Nàng không cần nhiều lời nữa. Lời trẻ con như vậy là quá rõ ràng. Dân làng đồn không sai. Vũ thị, ta đã hết mực yêu thương và chung thủy với nàng. Vậy mà nàng làm những chuyện xấu xa nhơ nhớt như vậy trước mặt con trẻ. Ta thật kinh tởm nàng. Ta không muốn nghe một lời nào thoát ra từ miệng của nàng nữa. Và ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Bây giờ nàng hãy cút đi. Đi theo tên dâm phu. Và hãy sống thật với lòng mình, đồ dâm phu. Trời ơi, sao chàng lại nói ra được những lời khủng khiếp như vậy? Nó có phải là chàng của thiếp không? Chàng ơi, đây chính là chàng sao? Chứ không ngờ trong mắt của chàng, thiếp lại là người đàn bà hư thân trắc nết như vậy. Nếu như chàng đã không tin thiếp thì thiếp còn giải thích để làm gì nữa? Đừng có già mà bị hộ nữa. Điều đó làm cho thiếp ghê tởm. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng. Điều ta muốn bây giờ là ta không muốn nàng đứng đây nữa. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng hãy biến đi. Biến đi, đi cho khuất mặt ta. Nàng nói thật cho ta biết, đó là con của ai? Con hãy nói đi. Ta có phải là cha của con không? Nói ngay. Yêu thương và chung thủy với nàng. Vậy mà nàng làm những chuyện xấu xa nhơ nhớt như vậy. Ta không muốn nghe một lời nào thoát ra từ miệng của nàng. Và ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Đi theo tên dâm phu. Và hãy sống thật với lòng mình, rồi dâm phu. Đừng có già mà bị khổ nữa. Điều đó làm cho thêm ghê tởm. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng hãy biến đi. Biến đi, đi trong khuôn mặt ta. Biến đi. Trung Sơn, Trung Sơn, Trung Sơn, vợ mày, vợ mày, cái nhảy xong rồi.
mới kêu Bo vậy thôi. Đúng rồi, Bo làm xong vụ này sẽ kết thúc chuyện rồi được quay về. Bo ơi dậy đi, Bo ơi dậy đi, Bo ơi dậy đi. Tội nghiệp cho con của tôi. Con à, chắc từ sáng tới giờ con chưa ăn gì hết phải không? Con dậy đi, ba về đây. Vô qua thắp đèn mà kiếm gì đó cho con ăn nha. Cha của con hả? Không phải cha tôi. Chó thì tôi mới dạy. Dạy trời ơi, mua bông bông không?
bồng bóng hồng, bồng bóng hồng, ai mua bồng bóng hồng. Ai mua bồng bóng hồng?